quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung chính sau. Đảng bộ các đơn vị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia. Lính đăng trong mùa luyện quân. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ trong lực lượng vũ trang quân khu là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Hướng đến đại hội đảng bộ quân khu lần thứ 10, nhiều cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch tiến độ, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cơ quan đơn vị. Một trong những nét nổi bật trong chương trình đại hội các đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu 5 là ưu tiên dành nhiều thời gian cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Nhiều ý kiến đã thẳng thắn đi sâu phân tích các mặt hạn chế, khuyết điểm của Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị trong tình hình mới. Bản thân tôi tham gia đóng góp vào ý kiến về mảng xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị qua cái nội dung thực tiễn tại đơn vị, kết hợp những nghiên cứu cái bản báo cáo chính trị của lữ đoàn, bản thân cũng đưa ra ý kiến của mình về bổ sung trong cái nội dung báo cáo chính trị để hợp lý với tình hình hiện nay. Để các ý kiến tham gia thảo luận bảo đảm có chất lượng, đúng đủ nội dung, nguyên tắc, các chi bộ đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đến từng đảng viên, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị để xây dựng văn kiện. Từ đó văn kiện đại hội thực sự là kết tinh của trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng đảng viên trong toàn đảng bộ. Trước khi mà tham gia phát biểu tại đại hội thì chúng tôi có những cái tổ chức là thẩm định thông qua các cái ý kiến, xác định thấy rằng là cái chất lượng ý kiến nó bảo đảm theo cái đánh giá khách quan trung thực và đề xuất của những chương biện pháp nó rất thiết thực hiệu quả. Bản thân mình cũng có nghiên cứu, soạn thảo, trình bày các cái dự thảo văn kiện giúp thường vụ đảng ủy và cũng cùng lĩnh hội cái tinh thần của cái hội nghị và đại hội của chi bộ về các việc tham gia đóng góp ý kiến của cấp trên, kết hợp với cái nhận thức của cá nhân, trách nhiệm của cá nhân thì tôi muốn truyền tải cái suy nghĩ của mình tới đại hội. Góp phần vào thành công chung của đại hội, công tác tuyên truyền, xây dựng các công trình chào mừng bên lề đại hội cũng được các đơn vị quan tâm hàng đầu. Khắc phục những khó khăn trong tình hình dịch COVID-19, cũng như thực tế hoạt động huấn luyện, các đơn vị đã đề ra nhiều phương pháp, cách làm phù hợp, giúp cán bộ chiến sĩ đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin về đại hội đảng bộ, đơn vị và cấp trên. Làm tốt công tác tuyên truyền trước thềm đại hội, thì đảng ủy lữ đoàn đã xây dựng những cái hình ảnh hoạt động và cốt bằng đĩa để gửi trực tiếp xuống dưới các công trình để tuyên truyền cho anh em ngoài những cái văn bản gửi trực tiếp. Còn trong cái mùa dịch Covid ấy, thì nó rất là khó, thì cũng là bám sát cái hướng dẫn của trên về sử dụng các cái mạng xã hội như là Mocha là chủ yếu, là truyền tải những cái thông tin qua Mocha rất kịp thời. Quán triệt nghiêm chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ngay từ đầu năm, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ban hành kế hoạch hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, giám sát kiểm tra chặt chẽ tiến trình tổ chức đại hội tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn quân khu. Trong đó đã tổ chức hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và kiểm tra phiếu bầu thông qua phần mềm điện tử. Nhiệm kỳ này là
Tổng cục Chính trị đã có tổ chức việc là kiểm phiếu bầu cử bằng cái phần mềm trên máy vi tính. Thì quân khu đã có một bước tập huấn tiếp theo cho các cái đảng bộ trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Và hiện nay thấy anh em ở đơn vị ấy qua theo dõi là các anh em sử dụng cái này rất thành thạo. Thì tôi thấy cái phần mềm này rất là hữu ích, rất là tác dụng, vừa kiểm phiếu nhanh, chính xác, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo về thời gian, đảm bảo được mọi mặt đáp ứng được yêu cầu của đại hội. Những kết quả thành công của đại hội đảng bộ các cấp vừa qua giúp cho quân khu tiếp tục theo dõi chỉ đạo các đơn vị còn lại và hoàn chỉnh văn kiện của cấp mình, bảo đảm cho đại hội tiến hành có chất lượng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua, nhất là việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, ổn định tư tưởng, tổ chức, biên chế các trường quân sự địa phương, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp nhận cách ly công dân. Đồng thời yêu cầu quân khu 5 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chủ động nắm và giải quyết tốt tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, người lao động, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe bộ đội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp với quân đội, nhân dân hai nước bạn Lào và Campuchia. Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quân khu 5 nghiệm thu đánh giá đề tài, thiết kế chế tạo thiết bị kiểm thử két nước làm mát xe ô tô. Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu, chủ trì buổi nghiệm thu. Đề tài thiết kế chế tạo thiết bị kiểm thử két nước làm mát xe ô tô do Trung tá Hoàng Thanh Lương, Phó Giám đốc Xưởng 387, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 làm chủ nhiệm. Tại buổi nghiệm thu, đại diện ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện thiết kế, chế tạo và tổ chức vận hành kiểm thử sản phẩm. Các ý kiến phản biện của thành viên hội đồng khoa học cũng được nhóm tác giả đề tài phân tích, giải đáp rõ ràng, mang tính thuyết phục. Sản phẩm thiết bị kiểm thử két nước làm mát xe ô tô đã hoàn thành, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quân khu 5 đánh giá cao về chất lượng và mục đích sử dụng, thể hiện tính sáng tạo, sát với thực tiễn, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Sản phẩm đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, giảm thao tác của người thợ, tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tại đơn vị. Nhóm đề tài sẽ tiếp tục hoàn thiện các chi tiết của sản phẩm, gọn nhẹ, dễ cơ động, tiện sử dụng và đưa vào hoạt động, bảo đảm các thông số kỹ thuật, an toàn, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo 515, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum vừa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia, vừa được đội K51 và K53 quy tập hồi hương về nước trong mùa khô 2019-2020. Qua hơn 5 tháng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ, đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 16 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn 3 tỉnh Sekong, Atapu và Champasak. Tất cả 21 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, đơn vị và quê quán. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã lấy 8 mẫu sinh phẩm còn tốt của 8 hài cốt liệt sĩ gửi đi làm xét nghiệm ADN. Trên địa bàn tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chủ động khắc phục khó khăn và quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ. Tính từ năm 2001 đến nay, qua hơn 20 đợt thực hiện nhiệm vụ trên đất bản, đội K51 đã khảo sát, quy tập và hồi hương được 682 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ tại tỉnh Mondulkiri về nước. Trong không khí trang nghiêm, thành kính,
các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng mối đoàn kết quốc tế trong sáng thủy chung giữa quân đội, dân tộc Việt Nam, Lào và Việt Nam, Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu của quân khu 5, được trang bị một số lượng lớn xe tăng và xe thiết giáp. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là khả năng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức luyện tập nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các pháo thủ cũng như các kíp xe. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về điều này. Đây là nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật trung đội xe tăng tiến công ở địa hình rừng núi của tiểu đoàn tăng 1, lữ đoàn tăng thiết giáp 574. Trên thao trường, hòa trong tiếng của động cơ xe tăng, những khẩu lệnh dõng dạc chỉ huy các kíp xe khiến không khí huấn luyện thật sôi nổi, khẩn trương. Nhờ được huấn luyện thao tác thuần thục vũ khí trang bị và thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập, nên trung sĩ Đỗ Văn Hòa và các thành viên kíp xe đã cơ động quan sát, phát hiện mục tiêu nhanh, chính xác, nổ súng tiêu diệt ngay loạt đạn đầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì chúng tôi cũng luôn tự nhắc nhở nhau là phải nêu cao tinh thần, cố gắng, trách nhiệm, đặc biệt là phải biết nắm chắc những lý thuyết để vận dụng thực hành và nắm chắc những quy tắc bảo đảm an toàn mà cán bộ đã đề ra, cũng như nắm chắc vũ khí, trang bị kỹ thuật. Với đặc thù của đơn vị binh chủng, nên trong huấn luyện, lính xe tăng có phần vất vả nặng nhọc. Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi mỗi thành viên trong kíp xe không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, ý chí, trình độ, khả năng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài và vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn, phù hợp với các tình huống chiến đấu. Thành viên kíp xe, cán bộ nhân viên trong toàn tiểu đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phát huy, làm chủ vũ khí trang bị, không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm tòi để khắc phục những hỏng hóc của vũ khí trang bị. Việc thứ hai là trách nhiệm của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật cũng như là thành viên kíp xe là không ngừng phấn đấu, học hỏi để ngày càng hoàn thiện về bản thân và trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của các cấp về phòng chống dịch. Tổ chức chia nhỏ, tập nhiều, nhất là đối với các khoa mục huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, lãnh đạo chỉ huy các cấp đã phân loại, đánh giá đúng trình độ khả năng thực tế của từng kíp xe và mỗi cá nhân, qua đó có biện pháp bồi dưỡng, hướng dẫn cho phù hợp. Lữ đoàn đã chỉ đạo phòng tham mưu, hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức xây dựng tiến trình biểu, giáo án để phục vụ cho các khoa mục, chú trọng chỉ đạo những khoa mục huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm. Lữ đoàn đã kịp thời tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện để chỉ ra những cái ưu khuyết điểm để tiếp tục rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện, chú trọng vào huấn luyện ban đêm và huấn luyện những nội dung yếu qua những lần tham gia diễn tập với các sư đoàn của quân khu để nâng cao chất lượng huấn luyện cho toàn đơn vị. Sự chủ động cùng với phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng khả năng làm chủ vũ khí trang bị cho bộ đội và huấn luyện thuần thục, hiệu quả nhiệm vụ cơ động chiến đấu trên mọi địa hình, thời tiết, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội Tăng Thiết Giáp anh hùng. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.